Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nhé, một cái comment cũng như một chia sẻ nhá. Đó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Hôm qua đánh con Blastoise phá nó khỏe mà một cách quái vật anh em ạ. Con này nó khỏe đã man. Nó đấm cho gọi là sấp mặt tất cả mấy cái bọn kia. Các bạn nó là vừa trâu này. Chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu quay rùa ấy. Nó rất là bá đạo. Quay rùa này xong rồi làm gì nhỉ? Quay rùa bắn nước. Tuyệt chiêu cuối. Khỏe lắm ý. Tin mình chơi cái này thì nó hơi bị dán anh em ạ. Nó vào nó đấm cho thì chắc là cũng hơi bị mệt à. Mình chỉ sợ Kisarina thôi. Serena là chắc là mình xoắn cái con đấy anh em ạ. Ok. Chúng ta sẽ chiến phát. Nào chiến anh em ơi. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ có Blastoise. Rồi chúng bên đó họ gì có Absol, có Pikachu, có Greninja, có Dragonite. Đấy, nó chung là đủ hết thể loại luôn. Pikachu, Greninja, Dragonite, Absol, Zerora, Pikachu. Ôi, nói chung là đủ hết tất cả thể loại để đánh anh em ơi. Nào, chuyến ra chơi. Blastoise, Zerora, lên, let's go. 5. Chơi còn có 5 phút anh em ạ. 5 phút, Water Gun. Chiến. Mấy bọn này thì mình một đòn. Đi đâu thì đi em ơi. Đi đâu thì đi thôi. Mình đam rất là to ha. Mình đam là to hơn con kia. Nếu mà so với lúc đầu anh em. Đam to dã man luôn. Một đòn. Ok. Rồi mình đang có 12 cầu anh em ơi. Chết rồi anh em ơi, nice. Đánh đi. Yeah, ôi chết rồi, fuck you, thôi Pikachu về. Yeah, lấy câu đi. Ôi, lấy hết câu rồi. Chạy đi đâu, bắn đi, đánh đi. Mình đang tăng cơ cho nó đây. Trời ơi. Kìa. Vãi cả đạn luôn. Thì có thêm ít cầu anh em ạ. Không nhiều lắm. Tính. Giết cái Pikachu anh em ơi, giết cái Pikachu à. Đây. Kìa, vào đây anh em ơi. Xin cầu. Úi ôi, quét nhầm rồi, sorry. Thật sự là hơi nhầm. Ui, cho mình về luôn anh em ạ, thôi cũng được. Cho mình về, mình hồi đầy máu cũng được anh em ạ. Mình đang có 34 cầu anh em ơi. Lên. Mình ấy hết mà. Mấy cái chiêu vừa va vẩn này mình có thể mình ấy hết được anh em ơi. Còn 40 cầu anh em ơi. Lên. Chết rồi, toang rồi. Chết mẹ nó. Fuck. Lấy cầu thả đi em ơi. Con kia thủ kinh quá anh em ạ. Chết rồi. Gây gần này. Giết được không ta?
cái lồng gì đấy. Úi sồi, úi sồi, 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 lấy hết lại cầu anh em ơi. Đúng rồi, ok, ra giữa. Tiếp tục ở đấy tiêm anh em ơi. Chết hết. Bảo chết hết mà. Mày vào đây hộ cái luôn đấy. Con Pikachu kia thì để kệ nó anh em ơi. Quay lại đây để ăn được cái này cái. Chúng ta đang 13 rồi. Chọi. Chạy đi này. Ok. Để hết đấy anh em ạ. Ok. Nhiều quá. Về đây. Tôi đang có 2-3 cầu. Thả đi. Chạy đi đâu con sâu này. Chạy đi đâu có 60 cầu. Như nào cũng đánh hết anh em ạ. Chạy đi đâu bạn. Cầu, còn 11 giây anh em ơi. Vãi cứt. Nó cho mình quay về nhà anh em ạ, nhưng mà mình vẫn thắng rồi. Đảm bảo trận này vẫn thắng anh em ạ. Vãi nồi, nó cho mình về nhà anh em ạ, khó chịu thế nhờ. Nó cho mình bay phát về nhà luôn, nhưng mà hình như là mình vẫn sẽ thắng anh em nhá. Trận này đoán thắng rồi. Ấy, thấy chưa anh em, Blastoise nó mạnh dã man con ngan luôn. Mình được có 121 kìa, mình không được MVP ha. Con này khỏe hơn con rồng nhiều, mình đảm bảo anh em là con này. Mình battle game tiếp, mình sẽ tiếp tục chơi con Blastoise à. Ok. Rồi anh em ơi. Rồi anh em, ready. Kêu rú anh em ạ, kinh thật. Mình cứ đánh con Blastoise thì nó gọi là vô địch thiên hạ luôn. Được chiêu quay rùa anh em. Quay rùa thì mình gần như mình không đi chịu cái sát thương ấy. Rất là bá luôn anh em ạ. Chứ cái con Green Ninja kia yếu mà. Chẳng khỏe gì cả. Blastoise đúng là vẫn là đẳng cấp anh em ạ. Blastoise có thêm một cái cái mũ Noel anh em ạ. Thì trong chất lượng thật sự luôn ạ. Ok, chúng ta cùng thử xem nha. Blastoise Noel à. Con này có lẽ là nó sẽ là mạnh nhất ở trong cái kiểu 4v4 này anh em ạ. Rất là bá luôn ấy. Rồi. Chiến anh em ơi. Chơi con gì? Tessarine. Chơi con chim á, con chim thì cũng được. Ừ, thật ra con chim mình bật cái khiêng rùa lên cái là nó cũng bất lực mà. Bật cái mai rùa lên thì gần như là nó phế luôn. Nhưng mà đây là team mình anh em ạ. Mình là con Venusaur, hơi ngại nhỉ. Lucario nó dồn đạm cũng khá gớm anh em ạ. Để nó lướt được cũng hơi mệt đấy. Nhưng mà hết lướt là nó thành phế rồi mà. Phế nhân thôi. Đấy. Rồi, chiến anh em ơi. Lại farm thôi.
Green Ninja thì dạo này nó bị yếu rồi, nó không khỏe như xưa đâu nha. Ôi lại một con Pikachu lại phá game rồi. Buồn rồi, không sao anh em ơi. Phủ nhà xong rồi tí sau. Mình chỉ sợ bọn nó lao lên nó cướp. Cướp thì cướp. Nha. Yeah. Bắn gì đúng không? Nói chung là bộ ba con này, cái này là hình như là sẽ cho nó về nhà này. Khá hay này anh em. Lấy cái nào hay không? Lấy cái này cũng được. Nó có thêm một vài cái item mới ha. Vãi nồi. Có cái nồi ấy. Có cái nồi ấy bạn. Đánh đi, đánh đi anh em ơi. Vãi nồi, vãi nồi, vãi nồi, vãi nồi, vãi nồi, vãi nồi. Hydro Pump. Giết nó. Thôi từ anh em. Về hồi máu á. Bên mình đang thiếu người anh em ạ. Bên mình đang thiếu hẳn một người này. Giết rồi, thấy chưa? Bảo rồi, trận này khó rồi anh em ơi. Khó nhàn này. Thật sự là khó nhàn luôn này. Dễ đâu. Thiếu người mà còn công được kiểu kia nữa. Thì toang ha. Không ít ra mình phải vào đây chứ cứ. Học chưa quay rùa anh em ơi. Nó đang lên anh em. Có được cái bíp. Có được cái. Úi dồi. Vào đây. Đi anh em ơi, đi 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 đi. Con ném cái gì vào người mình đấy. What the fuck. Nhồn này vào đây. Rồi ok. Chiến đi anh em ơi. Chết, chết hết mà. Và láo. Làm sao mà vào đây được cưng. Làm sao mà vào đây được cưng ơi. Cho về cũng được, nó cho về cũng được anh em ơi. Chết rồi, toàn. Vấn đề là không đánh được, không có ai để mà đỡ được hộ ấy, anh em ạ. Khó quá. Nhưng nó đang đánh con này sao phải không? Vấn đề là làm sao để mà có thể lên được. Nó là cái điều cực kỳ là quan trọng anh em ạ. Vãi cứt thật, nó cho cái đổi nó khó chịu nhỉ. Cái bíp gì đây. Đánh đi, 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 đánh đi. Chết hết. Nhồn. Ok, lên nào anh em ơi. Lên nào, đang có 48 cái. Giết nó luôn anh em. Léo với chúng tôi à? Không được. Phám tiếp anh em ơi. Kệ má nó. Chưa hồi đằng nào cũng chưa hồi skill ấy. Về lùi đã, lùi đã, lùi đã, lùi đã, lùi đã, lùi đã người anh em. Tôi về tôi hồi máu cái. Không chết của đấy lại mất thời gian lắm. Lại mất thời gian cực kỳ luôn. Lên nào, còn có 21 giây nữa anh em ơi. Nó đang tấn công nè. Vãi đã, thế sao mà nó vẫn thả được 50 cái nhỉ. Có tay rồi.
Vãi nồi. Không thể nào mà thủ được. Bốn cái có đánh được không? Có thả được cái cầu gì không? Vãi đạn chết hết xong rồi team mình thua rồi. Kiểu này đoán thua rồi. Cày nhỉ. Thua có 100 điểm. Con tiên chưa không thả được một cái điểm nào luôn kia mà. Mẹ cay thật. Cái cú vật Blastoise mà khỏe một mình có thể đấu được 4 nha anh em. Blastoise không kiểu sợ bọn này đâu. Nhưng vấn đề là team mình nó yếu quá. Nó yếu một cách. Mới chọn cái con ngớ ngẩn để đánh làm cái deck gì. Mình không gánh được cái team này anh em ạ. Khó. Nó đánh Blastoise thật sự là hay anh em. Phê thật sự. Ok. Lại là Blastoise thôi. Oh, Blastoise khỏe mà. Blastoise thì mắc bá luôn. Thấy không? Tôi sẽ chọn thêm Tisarine. Đấy nó kiểu hình này. Nó chất lượng thật sự luôn anh em ạ. Nó mạnh từng vị trí luôn ấy. Vị trí nào nó cũng mạnh. Tisarine cũng phải là cân 3-4 con được. Không vấn đề. Ok, chúng ta sẽ không đứng ở nhà mà là mình sẽ đứng ở đâu? Không đứng ở nhà mà chúng ta sẽ đứng ở trong rừng đánh ra thôi. Kiểu vậy. Blastoise khỏe lắm nếu biết chơi anh em. Trận trước là chúng ta đánh rất là tốt luôn nhưng mà bây giờ kia nó hay gửi mình về, nó khôn thế. Nó lấy một cái từ mà gửi về nhà luôn. Thế chúng ta bay luôn về nhà. Thì nó có gì? Dragon Knight, Cluster hơi cẩn thận nha. Absol thì chấp phần. Sau thì đúng là chấp phần luôn anh em, không cần phải quan tâm luôn đấy. Rồi anh em ơi, ready, are you ready? Let's go. Đây rồi, chúng ta sẽ có Razor Leaf, đi đường nào cũng được. Con Dragon Knight lúc đầu thì nó sẽ hơi yếu nha anh em. Chia ra mà đánh thôi. Chiến hó nhỉ. Khó chịu trong cổ họng nhỉ. Sau khi anh em nhá. Quyền. Lên cướp luôn. Cướp và chết bây giờ cưng. Bây giờ đấy nó có 2 con mà. Biết luôn anh em ạ, còn gì nữa đúng không? Biết luôn anh em ơi. Rồi, đủ cầu rồi đi thôi anh em ơi, 25 cầu cơ mà. Nhơn, giết đi. Chạy được không? Lấy hết cầu em ơi, đi thôi, kệ má nó. Cuộc sống bây giờ chỉ có thế, đánh đấm gì nữa. Mình có 30 cầu đây, con mèo nó giết được con kia rồi. Cút. Thôi. Chết. Láo. Đặt á. Cướp cầu em ơi. Đi. Thế thôi. Nói nhiều. Nó có 40 cầu ở đây. Mẹ phê là dự luôn. Đi vào là đá ấy luôn anh em ạ. 40 cầu thả 40 cầu đã. Rồi tính sau. 40 cầu đã. Bọn kia yếu mà. Nó có cái gì mạnh đâu. Hey, ok. Đúng rồi, tục thả cầu em ơi. Giết luôn này. Nhờn. Bay về này anh em. Mm-hmm.
Giết đi. Cướp hết rồi. Ôi trời ơi. Mấy cái này mình thấy nó quá là yếu à. Ôi dồi ôi, cướp hết nó bóng nào anh em ơi, đi thả nào. Cũng nhiều đấy. Rồi ok ok, đi nào anh em ơi. Về. Sút cho chết hết anh em ạ. Vãi cả nồi luôn. Thật là vãi cả nồi. Đi vào rừng của nó để farm anh em ơi. Trận này thắng cứng rồi. Trận này thắng dễ quá. Trận này thắng dễ quá anh em ạ. Trận này thắng thì dễ quá rồi. Những cái Sarine gọi là đỉnh của chóp rồi. Vui quá rồi. Cái gì vậy? Cái nồi gì đấy? Thắng rồi. Trời ơi, thua luôn. Nó không chịu được anh em ạ. Team nó không thể chịu được cái sức tấn công của chúng ta nên thua luôn rồi. Mình đánh cái này rất là quen rồi anh em ơi. Nên vấn đề là... Không vấn đề gì. 116, 128. Ô, 128 mà vẫn bị gọi là đứng sau anh em ạ. Ảo thật đấy. Ờ, mình rất là có 4 nè. Nó chết tận 12 à. Chuyên gia vét mạc á, mình làm tất cả cái gì có thể. Team này, team mà gọi là đỉnh của chót nhất đấy, 44 nhá, Blastoise, Dragon Knight, Zerora và Tisarina. Quá khỏe khủng. 2 trận thắng, 1 trận thua anh em nha.